Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 7 tháng 10 năm 2022, hình ảnh hậu trường ngọt ngào của chủ đầu tư Đăng Trị và trần chiếc viên Đoàn Dư Hứa đi dạo trên bãi biển thật lãng mạn, thấy đoàn phim vũ trụ cũng thể giấu. Thật ta mẹ trai cầm bấm lên lại.